Chào các bạn đến với kênh đạo tin lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Buổi sáng hôm nay, tôi muốn chúng ta sẽ cùng nhìn về một cuộc đời thật sự khám phá ra nhiều điều phước hạnh ở trong cái đời sống giữa cá nhân con người này với Đức Chúa Trời và nó được thể hiện qua một thi thiên đó là Thi Thiên 84. Tôi xin phép được đọc Thi Thiên 84 từ câu thứ ba lại đức jehovah vạn quân là vua của con và là đức chúa trời của con ngay cả con chim sẻ còn tìm được một nơi để ở và chim én còn kiếm được một chỗ để làm tổ để con là nơi gần bàn thờ của chúa trước giả có một lời rất là khẳng định chúa là đức chúa trời của tôi nhưng rồi ông lại đưa ra một bức một hình ảnh khác nó không dính dáng gì hết cả ông lại nói rằng à, con chim sẻ thì nó lại tìm được ở cái nơi bàn thờ của đức chúa trời còn con chim én thì nó tìm được một cái chỗ để chỗ đẻ con là nơi gần bàn thờ của chúa rồi câu thứ tư tác giả mới nói phước cho người nào được ở trong nhà của chúa họ sẽ ca ngợi chúa mãi mãi phải là người do thái thì sẽ hiểu được cái bối cảnh của cái câu nói này bởi vì cái nơi bàn thờ của đức chúa trời đó không phải là nơi mà ngay cả người ngoại có thể được bước vào nơi đó Đối với người Do Thái thì cái đó là nơi chỗ của sự thiêng liêng. Nhưng mà bây giờ tác giả lại nói rằng cái con chim sẻ mà nó còn tìm được ở nơi đó. Con chim én mà nó còn tìm được cái chỗ an ninh ở nơi đó. Thì phước cho cái con người nào được ẩn mình ở cái nơi trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bởi vì đó là một nơi thật là tuyệt vời lắm. Ngay cả loài thú mà nó còn khám phá ra được đó là nơi của sự phước hạnh. Cho nên câu thứ tư mới gọi là phước cho người nào được ở trong nhà của Chúa, họ sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi. Rồi bước qua câu thứ năm, Chúa Giảm mới nói thêm: Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và lòng họ hướng về con đường dẫn đến ôn đường khi đi qua chủng khóc lóc. Họ làm cho chủng ấy trở nên những suối nước mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới sức lực ngày càng tăng, cho đến khi họ ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Bây giờ tác giả bắt đầu mới nói qua câu thứ năm khi một người được ở trong ở nơi cái sơ trong sự hiện diện trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời thì bắt đầu người đó bắt đầu là cảm nhận được sức lực của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Rồi sẽ có những lúc cái cuộc đời đó sẽ đi qua những giai đoạn của chủng khóc lóc. Có chỗ buồn phiền Nhưng cuộc đời đó lại càng đi tới Thì sức lực lại lần lần thêm lên Người đó sẽ không phải ở nơi có chỗ ngồi chỗ chủng khóc lóc Mà là đi qua Còn biến cho nơi đó trở nên một cái vùng đất Mà mưa sớm phủ phước tại nơi đó Và khiến cho lòng người đó càng ngày càng hướng về Sion Sion là một ngọn núi trong thành Jerusalem nơi mà dân sự thường hướng về nơi đó để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chủ đề mà tôi muốn cùng học với vị đó là người thờ phượng. Có một số người trong dường như họ chẳng cần gì đến với Chúa Giêsu cả. Đôi khi họ tỏ vẻ ra mình là người khá mãn nguyện với cuộc sống này rồi. Có một căn nhà, hai phòng ngủ hoặc ba phòng ngủ ổn định việc làm đủ cho một đứa con cho một căn phòng vợ chồng cuộc sống thì dường như chẳng có gì phải quá áp lực và thế rồi người ta cảm thấy rằng cuộc đời chắc nó sẽ ok nhưng rồi khi một lúc nào đó họ bị rơi vơ rờ vào sự khủng hoảng tôi gọi đó là chỗ của chủng khóc lóc họ mới nhận ra nhu cầu của đời sống không phải chỉ thuần tí là vật chất họ mới nghĩ rằng à về nhu cầu cuộc sống con người về thân thể vật lý này đúng là cần thức ăn cần có chỗ ở ổn định cần có việc làm cần có sức khỏe cần có một cái sự an toàn về thân thể của mình nhưng rồi họ còn bắt đầu khám phá thêm bên cạnh đó còn có nhu cầu về tinh thần về tình cảm nữa mình cũng cần được tôn trọng Cần được thừa nhận Bởi vì đôi khi có ai đó Sinh ra mà không được thừa nhận Giàu lớn lên thành công cách mấy Nhưng những cái mặc cảm tổn thương đó Không dễ dàng có thể lấy ra khỏi đời sống của mình Rồi Cần được yêu nữa Không ai yêu thì khá buồn đó rồi còn cần được bày tỏ tình yêu của mình với ai đó nữa Chứ không phải chỉ cần được yêu Xa hơn cần được cống hiến cho xã hội Không bị tổn thương trong cuộc đời này Rồi đôi lúc sẽ thoát ra khỏi những áp bức bất công trong cuộc sống Sẽ có những lúc vơi bớt đi những cái nỗi cô đơn trong đời sống của mình bởi vì sẽ có những lúc cảm thấy sao mà nó nó cô đơn vô cùng. Không biết cách nào để thoát ra khỏi cái cảm giác đó, cái sự trống vắng đó. Con người mới cảm giác ra rằng ô mình còn có nhu cầu đó nữa. Rồi đi xa hơn, sâu hơn, nhu cầu về đời sống tâm linh của mình nữa. Cần có một mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời. Con người cần thấy mình có một cần có một đấng thiêng liêng cần có một thượng đế Cảm giác mình thuộc về một điều gì đó lớn hơn chính mình nữa Để hiểu rõ được mục đích sống của mình Và có những lúc cần được có một cuộc đời bình an Cần được có những sự tha thứ mà nó đã cáo trách trong lương tâm của mình Bởi vì có ai đó không thấy được điều đó Nhưng điều đó là điều cáo trách và mong muốn rằng có một cái sự gì đó nó lấy ra khỏi đời sống của mình rồi đến một lúc nào đó đứng trước ngưỡng cửa của cánh cửa của thế giới bên này với thế giới bên kia người ta lại cần biết rằng mình cần phải có một cuộc sống gì đó đời đời vĩnh hằng ở bên kia của cánh cửa thế là con người mới cảm thấy ra ồ nhu cầu mình có quá nhiều thứ chứ không phải chỉ có một thứ chỗ ăn chỗ ở việc làm rồi chúng ta thấy mọi hình thức trong cái thế giới con người nghĩa ra ngày nay từ lĩnh vực giải trí nghệ thuật âm nhạc ngay cả lĩnh vực y tế lĩnh vực quân sự hoặc nếu có những môn học tâm lý nào đó thì người ta đều mong muốn tìm ra một câu giải đáp nào đó để giải quyết những nhu cầu thực tế của con người nhưng rồi từ lâu con người nhận biết thành thật mà nói nó không có hiệu quả như mình tưởng và thế là người ta bắt đầu phải đi tìm một cái gì đó và buổi sáng hôm nay sẽ có một cuộc đời làm cho chúng ta có thể nhận ra được đó là người thờ phượng đức chúa trời khi tôi suy nghĩ về con người này tôi tự hỏi điều gì khiến cho một con người con người này cũng có niềm tin như bao nhiêu con người khác cũng có một nghề nghiệp phổ thông như bao nhiêu người cùng thời với mình nhưng rồi khi đối diện với chủng khóc lấp và lúc đó nhiều người cũng đang đối diện với cái bức tranh của sự khốn cùng đó thì con người này lại làm cho chủng ấy trở nên nơi suối nước làm cho bầu không khí sợ hãi trở nên reo hò trong sự đắc thắng. Và con người đó là David. Điều gì? Điều gì khiến cho ông có thể làm cho cái cơn mưa đổ xuống giữa lúc mọi người đều sợ hãi khi nhìn về Goliath? Tôi tự thắc mắc và hỏi điều gì đã tạo nên sức lực trong con người đó David để ông có thể đi qua được Không phải chỉ chủng khóc lóc của Goliath Mà còn đi qua nhiều cái chủng khóc lóc trong cuộc đời của mình Điều gì đã làm cho ông đứng vững được nơi chạy quân sao lơ Biến cho chỗ phiền muộn bế tắc ấy trở nên chỗ của sự đắc thắng Điều gì khiến cho con người này đứng trước lời khiêu khích của đạo quân Philippines mà mọi người đều yên lặng và sợ hãi còn david thì không tôi tin chính mình cũng vậy ngày trước dễ dàng tập chú vào trận chiến để nói rằng ồ david đã dám công bố dân chúa david đã sử dụng một cái chành ném đá thật là điêu luyện để tấn công được goliath và tôi tin rằng mọi người cũng có thể dễ dàng để tập chú vào cái trận chiến của david để nói rằng ông đã thắng vì điều đó nhưng rồi thử đi khi đối diện với khó khăn khi đối diện với những khủng hoảng trong cuộc đời mình và tại sao tôi công bố trong danh chúa mà không có điều gì xảy ra tại sao tôi cũng công bố trong lời của đức chúa trời mà chẳng có điều gì xảy ra thành thật mà nói chúng ta dễ dàng đơn giản kết nối cái sự giản dĩ và sự thành công đức tin của David qua những sự kiện nhìn thấy tại chỗ đông người đó. Điều mà làm nên sức lực trong David để thắng được Goliath là do trước đó ông đã có nhiều thời gian ở riêng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời của mình. Khi ông một mình chăn chiên khi ông đơn độc chiến đấu với sư tử và gấu đó mới là cái chỗ làm nên cái con người của david đó mới là cái chỗ làm nên cái sức lực bên trong con chúng ta hãy nghe một cái mẫu đối thoại cái cách ông đối thoại với sauler mà làm cho sauler tỉnh ra liền nhận ra được có một cái gì đó nó khác nó khác rõ khi david đến nói với sauler rằng vua đừng có ngã lòng tôi sẽ ra chiến nghịch cùng với người này thì sao lơ nói rằng ngươi chẳng thể đi đấu địch cùng người philippines kia vì ngươi chỉ là một đứa thanh thiếu niên thôi còn hắn là một tay chiến sĩ từ thở còn thơ đấy david liền nói vua à khi tôi tớ của vua chăn chiên của cha mình hãy có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy thì tôi đuổi theo đánh nó rút con chiên ra khỏi miệng nó hãy nó cất lên cự tôi tôi nắm râu nó và đánh giết nó tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu vậy thì người philippines không chịu phép các bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của đức chúa trời hàng sống và david nói tiếp chúa jehovah đã giải cứu tôi khỏi sư tử và khỏi cẳng gấu thì cũng sẽ giải cứu tôi khỏi người philippines kia sao lên tỉnh liền con người này không có nói về kỹ thuật con người này không có nói rằng mình là người đã từng nhiều năm học giỏ ông đã nhìn thấy có bao nhiêu tướng quân chung quanh ông sau một trận chiến thì đứng lên và công bố tôi đã thắng trận này tôi thắng trận kia rồi lao vào những cuộc nhậu nhẹt say xưa ông đã từng nhìn thấy có nhiều tướng lĩnh chung quanh ông từng hô hào có đôi khi hơi cường điệu chính con người của mình nữa qua một cuộc chiến nào đó nhưng rồi bây giờ khi đối diện với cuộc chiến trước mắt mỗi người đều yên lặng hết mọi người đều đứng yên hết nhưng chỉ có con người này con người này đã nói một câu mà ông hiểu ra được rằng vì đức chúa trời ở cùng tôi và trong những giờ phút riêng tư một mình tôi thì chúa lại ở cùng tôi để chiến đấu với tôi sao lơ tỉnh liền sao lơ liền nói Vậy thì ngươi hãy đi Nguyện Đức Sư Hô Va ở cùng ngươi Sao lơn nhận ra ngay Con người này khác Khác với những tướng lĩnh khác Vì con người này nói rằng Tôi thường ở với Đức Sư Hô Va Đời sống thờ phượng cá nhân của David Tôi tin rằng nó là một bài học thiết thực nhất cho chúng ta Ngoài giờ thờ phượng chung trong những ngày Thánh Nhật Đúng, những bài hát khích lệ chúng ta, những lời giảng làm cho đời sống đức tin chúng ta hiểu rõ hơn. Nhưng tôi tin rằng chính cái đời sống cá nhân trong tuần lễ giữa một người với Đức Chúa Trời mới làm nên con người đó mạnh hay yếu. Vì ở nơi đây, vì ở nơi đây đôi khi chúng ta sẽ phụ thuộc nhiều với nhau nhiều lắm để khích lệ lẫn nhau, để nâng đỡ nhau. Nhưng khi bạn có thời giờ ở với Đức Chúa Trời Trong những chỗ riêng tư Bạn càng học biết phụ thuộc vào Chúa nhiều hơn Cái đức tin của mình nó phụ thuộc nơi Ngài nhiều hơn Ở nơi đây đôi lúc cảm xúc buồn Được một lời chứng, được một bài hát Nó nâng cảm xúc mình lên Nhưng ở nơi đó không ai hát với mình hết Không ai, không ai làm chứng cho mình nghe hết Ở nơi đó hoàn toàn phụ thuộc nữa nơi Chúa Đôi khi cái người thờ phượng Nó không phải là ngày thánh nhật Không thôi đâu Nó là những gì diễn ra trong ngày Mỗi ngày trong cuộc đời của mình Đôi khi nó không phải là cái gì trang trọng Giống như là phải có một hình thức Đó là những thì giờ một mình mình riêng tư Để suy ngẫm Để trò chuyện với Chúa Đôi khi nó cũng không quá nhiều thời gian mình tưởng đâu Nhưng đủ 20 phút, 30 phút Để lắng lòng, để nói với Ngài Bởi vì sao? Bởi vì ở nơi đó Mình có thể biểu lộ được Những cái chỗ sâu thẳm nhất Của cuộc đời mình với Đức Chúa Trời Bởi vì ở nơi sự thờ phúc Thờ phượng chung này Chúng ta làm sao nói lên hết được những gì Biểu cảm của cuộc đời mình Chúng ta có thể nói lên được những cái gì sâu thẳm Trong cuộc đời mình được đâu Nhưng ở nơi đó Những ước mơ thầm kín những khát vọng Những điều mà mình nói rằng Đức Chúa Trời ơi Tôi ước mơ điều đó Tôi nuôi dưỡng điều đó nhưng mà tôi cảm thấy nó chưa hoàn thành trong cuộc đời của tôi Rồi khi ở tại nơi đó Người ta cởi mở với Đức Chúa Trời hơn Người ta cởi mở với chính mình hơn Nhiều khi ở ở đây Phải làm cho lâm mình phải khác đi Nhưng ở chỗ riêng tư đó cởi mở hơn Chúa ơi con thật sự Con muốn nói muốn dừng lại lắm đó Người ta dễ dàng thật lòng với Đức Chúa Trời Người ta dễ dàng để nói với Chúa chừng nào chừng nào ngài có thể làm thành điều này trong cuộc đời của con tại nơi đó người ta thành thật với đức chúa trời người ta thành thật với chính mình ở chỗ thờ phượng chung mọi sự đều phải có giới hạn của nó nhưng ở chỗ sự thờ phượng riêng người ta càng ngày càng hiểu ra được con người bên trong của mình nhiều hơn động lực của mình động cơ của mình khát vọng của mình những điều gì trong đời sống của mình mọi sự nó được phơi bày ra hết nói một cách thành thật nói một cách cởi mở với chúa sao mà sao mà chúa ơi có những lúc ngồi nghĩ lại con thấy sao mà con có thể nghĩ ra được điều đó sao mà con có thể làm được điều đó có thể tự xấu hổ với mình mà cũng có thể tự cởi chói để vượt ra khỏi những cái điều đó trong cuộc đời của mình đó là giờ của sự thờ phượng người thờ phượng cá nhân ở nơi đó người ta sẽ học biết được hình thành thật Học biết tin cậy Chúa dù có chuyện gì xảy ra trong hiện tại Mà chúng ta không hiểu được Vì sao Chúa cho phép xảy ra Đôi khi mình nói Chúa sao Chúa ta lại cho cái điều này xảy ra Đôi lúc Ở tại nơi đó mình không hiểu nhưng mà Đôi lúc mình ở với Chúa rồi mình mới nói với Chúa Thì đôi khi Chúa Chúa dạy cho mình Chúa nói rằng Vậy thì nếu điều này xảy ra ngươi còn tiếp tục hay không Ngươi phục vụ ta là vì ngươi được cái gì Hay là vì ngươi yêu ta Đôi lúc mình sẽ dừng lại Đúng rồi Mình cố gắng để làm một cái điều gì đó Vì để muốn được một điều gì đó Hơn là yêu Vì hãy nhớ khi Chúa Jesus đến nói với lại phi Rơ Người có yêu ta chăng Yêu, yêu thì mới phục vụ được con Yêu thì mới phục vụ được Vậy thì ta cho ngươi phục vụ chăn chiên Nhưng rồi Chúa là hỏi rằng Ngươi thật sự yêu không phi Rơ Dạ con yêu thì Chúa nói đúng rồi Yêu thì mới phục vụ được Và Chúa hỏi rằng ng Ngươi có yêu không Chúa nói phiêu ra rằng Nếu mà Con phục vụ Chúa Thì con được gì Con phục vụ Chúa Thì con được gì Hai cái khác lắm Đúng không Nhiều khi Có những lúc như thế Chúa mới nói rằng Nếu con yêu thương Thì con mới có thể phục vụ được còn nếu con không yêu con không phục vụ được ở nơi đó người ta được cởi mở giống như mình sẽ nói rằng vì yêu con mà có thể chịu cực được vì yêu vì yêu chồng vì yêu vợ mà có thể chịu đựng được tại lúc đó mình nói rằng mình còn yêu không mình còn thương chồng mình không mình còn thương vợ mình không mình còn thương con mình không hay là mình chỉ ngồi đó mình mình nói về những cái chuyện đúng sai thôi mình nói về những cái chuyện Tại sao nói lời đó với tôi Tại sao cái lời này với tôi Tại vì lúc đó mình nói Mình chỉ cần mình nhìn mình tỉnh làm nó Mình còn yêu thương không Còn bởi vì nếu không còn yêu thương là Mình sẽ còn mình, mình ngồi mình mình nhìn ra hết những cái chuyện nào là nói câu này Nói câu kia Đúng sai đủ thứ cái chuyện Khi một người ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời Thì người ta học ra được nhiều Và Chúa nói đúng rồi Đúng rồi mình học ra được rồi Thì con yêu Chúa con sẽ tiếp tục thì có những lúc mình không hiểu Không hiểu tại sao điều này Chúa cho phép xảy ra Đôi khi cái quyết định của mình Bước đi theo những ý tưởng Đức Chúa Trời Có đôi lúc mình sẽ bị cô lập Hoặc thậm chí còn bị bắt bớ nữa Ông Jeremy Một lần kia ông Ông nói với Chúa Cớ sao sự đau đớn của tôi cứ còn hoài Cớ sao vết thương của tôi không được chữa được Và nó không chịu khỏi Ngài đối với tôi hẳn như cái khe giả dối Như cái suối tắc mạch hay sao Quý vị thử tưởng tượng cái, cái mẫu đối thoại này Thì ông có thể nói ở đâu Nói ở giữa hội chúng hả Không Ông phải nói cái mẫu đối thoại này Là ông phải nói riêng với Đức Chúa Trời Bởi vì ông là một nhà lãnh đạo tinh thần Ông là người lãnh đạo của cộng đồng Do Thái lúc đó Ông không thể nào đứng lên ở giữa cái cộng đồng đó Và ông nói Tại sao Chúa đối với tôi như vậy đây là phải chỗ riêng tư giữa Jeremy với Đức Chúa Trời. Và tại nơi đó ông cởi mở hết tấm lòng. Ông nói với Chúa, ông chất vấn Chúa. Thì bây giờ Chúa mới trả lời cho Jeremy. Chúa nói, nếu ngươi trở lại thì ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt ta. Nếu ngươi làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn, thì ngươi sẽ như miệng ta. Chúng nó sẽ trở về cùng ngươi, nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó. Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này Họ sẽ đánh với ngươi nhưng không thắng ngươi được Vì ta ở cùng ngươi Đặng cứu ngươi và giải thoát ngươi Đức Giê-hô-va phán vậy Lúc này Jeremy mới tỉnh ra Đúng rồi Mình lo lây quay Mình lo lây quay chỉ cần chất vấn Chúa Tại sao Chúa Chúa lại làm cái điều này đối với tôi Chúa lại làm điều này đối với tôi Ông không biết rằng Chúa có một bài học cho ông Nếu ngươi người thuận phục đi trong buổi sáng hôm nay tôi có chia sẻ một cái chủ đề ở một hòa thánh khác đó là người vâng lời chúa Sư mới kể cái câu chuyện cái sự thuận phục ở đây chúa Sư muốn nói về cái cái ý tưởng đó chúa nói dễ hiểu lắm chúa nói như thế này có cái câu chuyện ẩn dụ một người cha có cái vườn nho kêu hai đứa con hãy ra ngoài vườn nho thì nó có hai cái bất ngờ nơi đây cái bất ngờ ông ông thấy là cái chuyện đó đơn giản thôi nhưng mà cái bất ngờ đầu tiên là ông thấy cái đứa đầu tiên nó nói vâng thì không có vấn đề gì nhưng cái đứa thứ hai nói dạ không ông bất ngờ <laughs> cái bất ngờ là ông nói sao nó không làm nhưng mà cái câu chuyện đó làm cho tôi suy gẫm tôi nói hay chỗ rồi chú kể có vài câu thôi mà chú nói nhưng rồi sau đó cái người mà nói không thì lại vâng lời thầy lại thêm một cái bất ngờ thứ hai nữa cái bất ngờ đầu tiên đó là ông tưởng cả hai đều nói vâng nhưng mà cuối cùng có một người nói có một người nói không nhưng mà cái bất ngờ thứ hai đó là cái người nói không thì cuối cùng lại vâng lời còn cái người nói có thì cuối cùng lại không Nhiều khi tôi nghĩ cái người thứ nhất á nói có nhưng mà muốn là nhưng mà nếu tôi có với Chúa thì có được cái gì nữa không? Có được cái gì không? Cái câu hỏi đó là tôi suy ngẫm tới đó và tôi tự nói à. Đúng rồi, nhiều khi đây là một bài học hay. Tôi nhớ tới cái cách mà Chúa 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 nói Chúa dạy cho Abraham á Tôi nói nếu tôi mà Abraham á Khi tôi nghe cái lời hứa của Đức Chúa Trời Ở trong sáng thế ký đoạn 12 câu 1 câu 3 á Rồi ngươi sẽ được lời hứa nè Rồi ngươi sẽ được đất nè Rồi ngươi sẽ được cơ nghiệp nè Rồi ngươi sẽ được con cái nè Rồi ngươi sẽ được Người ta khen ngợi ngươi nè ồ wow. nếu tôi là Abraham tôi sẽ nói Chúa ơi đây là điều mà con sẽ tập chúa cả cuộc đời nhưng cuối cùng Chúa dạy cho Abraham một bài học Trong mối quan hệ với ta Vân phục Có phải là bài học quan trọng không? Hay là được mấy cái kia mới là quan trọng? Abraham tỉnh liền Abraham mới tỉnh ra liền Trong cái cuộc đời của ngươi theo ta Thì cái được là quan trọng Vậy thì Cái bài học của Vân phục ta có quan trọng không? 25 năm sau Có đứa con đó Ông mới học ra được bài học đó Ông học ra được Cái bài học của sự vân phục nó cũng quan trọng Thì Jeremy Cũng vậy đó quý vị Phải ở cái chỗ đó đó Cái chỗ mà nó không có lăng tăng Cái chỗ mà giữa mình với Đức Chúa Trời Mà tranh chiến với nhau Thì cuối cùng Jeremy mới học ra được À Vân phục cũng là một bài học quan trọng đó Thế là con người này thuận phục Đức Chúa Trời ngay Và Ở chỗ của sự thờ phượng cá nhân Người ta học ra được nhiều điều Để làm nên con người mình mạnh mẽ Cho nên thì Cũng thi thiên 84 mới có câu Ở trong câu thứ 10 Vì một ngày trong hành lang Đáng hơn một ngàn ngày khác Đúng rồi, bởi vì ở chỗ đó là nơi của sự phước hạnh. Và cái từ ngữ chính ở đây Nó là lòng hướng về siêu ông. Thật ra siêu ông, theo lịch sử ở trong sa thứ nhì đoạn 5 câu thứ bảy ngày xưa nó chỉ là một cái 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 đồn nhỏ thôi nhưng rồi khi david chiếm đó rồi mở rộng ra thì người ta đặt nó tên là thành david rồi sau này đặt nó tên là thành jerusalem và quý vị có nhớ khi chúa giêsu trò chuyện với người đàn bà samari thì người đàn bà samari mới nói rằng tổ phụ tôi thì nói cái núi Garisim này nó nó là nơi thờ phượng tốt hơn là cái núi Sion bởi vì người Samari thì nói rằng thờ phượng Chúa ở núi Garisim thì nó linh hơn còn người Do Thái thì nói không ở tại núi Sion núi Sion là nằm ở trong thành Jerusalem thành ra cái từ ngữ là hướng về lòng lòng hướng về Sion cứ có nghĩa là hướng về Jerusalem hướng về nơi của sự thờ phượng hướng về đền thờ bởi vì thành đó cũng được gọi là thành của David Vậy thì bây giờ cái người thờ phượng là cái sức mạnh nằm ở chỗ riêng tư Vậy thì cái nơi trốn nào là thiêng liêng nhất Tôi nghĩ cái nơi trốn bây giờ nó không phải là cái địa điểm đó rồi Ngày hôm nay địa điểm thờ phượng không còn là vấn đề nữa rồi Chính cái điều kiện thuộc linh của người thờ phượng mới là quan trọng Cái điều kiện thuộc linh của người thờ phượng mới là quan trọng Cái nơi trốn thờ phượng của chúng ta ngày nay là gì? Là ở với Chúa Giêsu nơi đây là nơi thiêng liêng khi chúng ta ở với Chúa Giêsu nơi gia đình của quý vị là nơi thiêng liêng khi quý vị ở với Chúa Giêsu ở nơi đó thì đó là nơi chốn của sự thờ phượng của Đức Chúa Trời và khi chúng ta ở được cái nơi chốn của sự thờ phượng là ở với Chúa Giêsu thì cái thánh nói rằng chúng ta sẽ đi qua được chủng không lóc. chúng ta sẽ làm cho cái nơi đấy cho nên có mạch chúng ta sẽ càng đi tới thì sức lực càng lần lần thêm lên Chúng ta sẽ không còn bị lệ thuộc nữa Ngoài ngày Thánh Nhật Chúng ta đâu phải có đủ điều kiện để đến ở đây mỗi ngày đâu Vì cuộc sống, về việc làm Nhưng tôi tin rằng Ở chỗ nhà của mình, một chỗ riêng tư của mình 20 phút, 30 phút Một thì giờ giữa mình với Đức Chúa Trời Nơi đó bạn sẽ tìm lại được sức lực Nơi đó học ra được sự dạy dỗ của Chúa Nơi đó là thì giờ để suy gẫm về con người của mình Để nhận ra được những điều gì Chúa muốn dạy dỗ cho cuộc đời của mình Nơi đó để nhận ra rằng Ồ Để trở nên một con người có thể đi qua chủng khóc lóc đó Để đối diện với Goliath mà không run sợ Tôi phải ở với Ngài Và tại nơi đó Bạn học ra được nhiều điều cho nói Ở với ta Ta sẽ làm cho ngươi học ra được nhiều điều Ngươi sẽ không còn mang nặng Cùng một mặt nước mà ra nước ngọt Rằng nước đắng nữa Ồ tại vì lúc đó trong lòng mình đang có một cái gì đó đắng Nhưng rồi mình ở với Chúa Ở trong nơi đây thì không ai thấy ở nơi đây thì cũng bận tâm lo suy nghĩ Nhìn người này ngó người kia Quan tâm người nọ Nhưng rồi nhưng ở một mình thì có ai đâu để mình xem Có ai đâu để mà nhìn Thì tự nhiên những cái gì bên trong nó sẽ trào lên Tự nhiên lời của Chúa nói Đồng một mạch nước mà làm sao ra cả nước ngọt mà nước đắng hả con Đồng một cái chỗ miệng của ngươi mà vừa thờ phượng Đức Chúa Trời Mà vừa chỉ trích anh em mình sao hả con Thì tự nhiên mình dừng lại ngay Mình nói đúng rồi ở nơi đó thì mình tự nhiên mình sẽ thấy có nhiều điều chưa dạy dỗ khi người đến nơi thờ phượng nếu có điều gì mà cái đắng buồn phiền với anh em mình hãy để nó lại đi đi giải quyết đi nghĩa là mình biết rồi để ở nơi đây cần phải giải quyết cần phải xử lý nó cần phải lấy nó ra khỏi cuộc đời của mình ở chỗ đông người này thì không lấy ra được nhưng ở chỗ riêng tư thì lấy ra được dường như trong mình nó còn có gì đó sự cay đắng ban đầu nó chỉ là bực bội bực bội lâu ngày sanh ra tức giận tức giận lâu ngày sanh ra cay đắng cay đắng lâu ngày không thay đổi sẽ sanh ra căm thù căm thù lâu ngày thì sanh ra muốn giết người khác không có khả năng giết đâu nhưng mà muốn giết <laughs> muốn người khác bị tổn thương muốn cái người đó phải bị thế này muốn thế kia lâu ngày nó bắt đầu nó chất chứa mình nói mà rồi Mình đã đi quá sâu rồi Quá xa rồi Không còn bực bội nữa mà đã tức giận rồi Không còn tức giận nữa mà bắt đầu cái đắng rồi Không còn cái đắng nữa mà bắt đầu đã căm thù rồi Nghĩa là sao Lúc nào cũng tâm trí nhớ về người đó Với sự cảm xúc tiêu cực Hiểu rồi Ở nơi đó thì mình mới thành thật ra được Và ở nơi đó Chúa nói Dừng lại đi Dừng lại đi Chẳng giải quyết được gì gì đâu Làm cho con mệt mỏi thêm học ra được sự tha thứ học ra được tinh thần của sự ngợi khen không mang tiếng chỉ trích nữa học ra được nhiều điều và cuối cùng mình mới học ra được một điều hãy đến gần đức chúa trời thì ngài sẽ đến gần anh em gia cơ đoạn bốn câu thứ tám người thờ phượng đức chúa trời amen